Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh Tây Bắc TV 1 các bạn. Hiện tại thì hôm nay mình lại tiếp tục đi chợ phiên, đi chợ Công Ly để quay cho các bạn xem. Đây là cái thời điểm mà trâu đông nhất. Bây giờ là đông nhất rồi các bạn. Còn tí nữa thì mình nghĩ là nó cũng không được đông đâu. Bây giờ là số lượng là đang tập kết ở đây rất là đông. Đây gọi là cái đỉnh điểm lúc chợ đông. Và bây giờ thì mình đi quay chia sẻ cho mọi người nha. Xin chào 11 bác đang xem live nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Bác bản sắc dân tộc TV. Xin chào bạn nhá. Bản sắc dân tộc TV là kênh của ai? Tên chủ kênh tên là gì nhỉ? Sao nghe cân quen mà không nhớ nhỉ? Châu tầm trung như nào rồi à? Châu thịt hay là châu tầm trung là châu thịt đi đúng không? Châu thịt thì bây giờ thì giá nó rơi vào 65 đến khoảng 8, có khi là đến 8 năm rồi đấy. Xin chào cả nhà nhá, chào các bác nhá. Đấy, chúc 14 bác đang xem live một buổi sáng vui vẻ. Và chúng ta đang tiến vào khu vực chợ Châu các bạn. Xin chào Thảo Lương nhá. Tên không giấu nhưng mà mình cứ dịch là Thảo Lương, có khi là Thảo Lượng cũng lên. Nhưng mà thôi, đấy là dịch Thảo Lương cho nó hay. Ở đây cũng có một em trâu này. Xin chào Nguyễn Đặng nhá, chào cả nhà nhá. Vậy là lên tí rồi. À đúng rồi, nhưng mà nói nhỏ thôi nhá. Anh em hiểu ngầm với nhau thôi. Đây đây trâu tầm trung đây. Mọi người muốn biết trâu tầm trung không? Đây, nó trâu trứng. Để mình quay kỹ xong mình báo giá cho mọi người xem nhá. Đấy, con này mình để quay xa một tí, các bạn đoán khử con này khoảng bao nhiêu tạ nhé. Con này người lúc mình nghe thông thoáng là người ta đang báo con này là trên 40, có người trả 40 chưa bán. Đấy, một em trâu, đây là con này là chính xác là trâu tầm trung rồi, cổ cũng lên rồi, chân tay thì cũng chắc. Cái chữ ưa ương thì chắc chắn là anh với ai lên Công Ly vậy. Xin chào mình á, mấy có đi theo đội nhóm nha, có khoảng 3-4 người. Con trâu này người ta đang báo trên N4 này và chúng ta đang quay để phân tích á. Ví dụ như con này đang tính là bao nhiêu tạ hơi các bạn, để phân tích là dòng trâu thịt là con này nó rơi vào bao nhiêu tạ. Mọi người thử đoán con này khoảng bao nhiêu tạ hơi mọi người ơi. Con trâu tầm trung này. Con này 4 tạ rưỡi không nhỉ? 5. Con này chắc là được 4 tạ rưỡi, gần 5 tạ thôi nhỉ? Để tí mình hỏi bác này xem bác báo là chuẩn là 4 mấy nhá các bạn nhé. Anh kia anh đang xem. Thời tiết hôm nay thì được cái mát các bạn ạ. Nè nữa ha. Đây, bắt chiên nó bắt chiếc. Đấy. Nói chung là con này cũng có độ béo đây các bạn. Thịt chắc. Bảo 5 mấy cơ á? Chắc chỉ 4 mấy thôi. Trên đầu 4 thôi. Bác báo đây, bác kia bác lại sợ. Bác sợ thật đúng không? Chuẩn là 4 mấy bác? Chuẩn là 4 mấy ạ? 4 mấy. Coi là con 4 mấy
Bác kia bác hỏi thử, bác ấy báo là năm mấy, bác ấy sợ phát bác đi luôn. Có nghĩa là cái giá đấy nó không hợp lý tí nào các bạn. Con này chỉ trên đầu 4 thôi. Bác. Anh các bạn thử đoán con này là tầm bao nhiêu tiền các bạn ơi? Lên ảnh này đẹp nhất rồi, nhất đây. triệu đấy. Đây. Bác đoán con này bao nhiêu tạ hơi? Con này được 5 tạ không? Không. Dạ. 7 tạ. Con này làm gì được 7 tạ? Còn tiền cái tiền người ta báo vừa nãy là mấy cơ mà năm, nhưng báo vậy đấy, nhưng nó có phải nếu mà phải giá như vậy đâu. Con này không được 7 tạ đâu bác ơi. Con này rơi vào kịch thủ là 5 tạ. Con này chắc là bình quân rơi vào tầm 44. Con này cũng chắc trâu rồi, chắc thì chắc rồi. À, ngoại hình cân đối tới trâu tầm trung thì được. Nhưng mà không được 7 tạ, nó chỉ rơi vào tầm 5 tạ thôi. Bác ấy báo 55 liền các bạn. Cao quá nhỉ. Nhưng mà con này chắc chắn là báo chơi vậy không bán được giá đấy đâu. Con này mình nghĩ là rơi vào tầm lúc sáng này hình như là có người trả 40 rồi các bạn. Và thì nó rơi vào tận, nếu mà trả 40 thì người ta trả lùi xuống khoảng 5 giá. Thì con này nó rơi vào tầm 45 44 45. Ở chỗ mình trâu rẻ như rau à. Xin chào cả nhà nhá. Nói chung là tùy tùy từng chỗ. Ví dụ một số vùng khác thì ví dụ vùng ở dưới vùng xuôi thì trâu đấy lại rẻ hơn. Bởi vì là trâu ở dưới đấy là người ta đa số là trâu nuôi trang trại. Còn trâu trên này là đa số là trâu người ta chăn thả, trâu ăn cỏ ấy, chứ không phải trâu vỗ nhiều lắm. Nói chung là khi có khi là vỗ người ta vỗ với số lượng là cám rất là ít. Nên nhiều khi mà ai mà không tinh ý là mua không để ý là cũng không phát hiện là trâu vỗ hay là trâu không vỗ. Nói chung là dòng trâu trên này là chất lượng nó tốt hơn trâu ở dưới đấy. Theo như mình suy nghĩ thì con này nó chỉ rơi vào tầm đầu 4, trên đầu 4 một tí thôi các bạn. Nhưng mà bác ấy báo cao quá, bác ấy báo là 50. Hay là bác ấy nhìn thấy mình máy quay, bác ấy báo không thật các bạn. Thôi chúng ta sẽ di chuyển sang con khác các bạn. Bao nhiêu để bán đấy? Hả? Con này con trâu cái ấy. Con này con trâu cái các bạn, người ta đang báo là 22.500.000. Đây này. Con này thì gọi là tầm trung thôi các bạn, chứ không phải là trâu to hẳn mà cũng không phải trâu di. Con này chắc là đẻ được một lứa thôi. Con này vẫn non các bạn. Con này người ta đang báo là 22.500.000 và có người mua đang trả dưới đầu 2. Rồi ok các bạn nhé, con này thì người ta báo vậy thôi. Bây giờ là chúng ta sẽ di chuyển sang một con trâu khác. Đây có hai con bò lai này các bạn ơi. Bò lai thì mình không biết giá. Đấy. Đây có con bò lai này. Ở đây có hai con bò lai nó to to gần giống nhau các bạn. Bò lai thì tai của nó to các bạn. Và cái yếm của nó là cái yếm ở dưới cái cổ nó ấy, thì nó cứ dài và nó bùng nhùng ấy. Thì nói chung là bò lai phát hiện rất là dễ.
Xin chào cả nhà nhá, chào các bác nhá, chúc các bác một buổi sáng vui vẻ. Và chúng ta đang đi chợ phiên, đi xem trâu ở chợ Cung Ly. Chợ này so với chợ Bắc Hà thì ít hơn rất là nhiều, nhưng mà so với thời dịch là bây giờ là cũng đông đông lắm rồi. Như thế này là cũng được rồi các bạn, cũng có trâu để quay cho các bạn xem. Đây có con trâu cũng tầm trung này các bạn này. Con trâu nó đang đeo cái chuông sắt này. Con này đã bán rồi nhá. Con này người ta đã bán rồi. Con này mình biết giá các bạn. Con này người ta bán với giá là 41.700.000. Con này là con số 6. Nếu mà mình nhớ không nhầm, con buổi sáng mình chứng kiến là con số 6 các bạn. Có nghĩa là người ta mua được đến con thứ 6 đây, đúng rồi. Con này mình chứng kiến đây này các bạn này, người ta mua rồi. 41.700.000. Đây con này. Con này chắc đã chỉ rơi vào tầm 5 tạ nhỉ. Không biết là được 5 tạ không. Giá bây giờ thì nó bình quân từ 65 đến 85 này các bạn. Đấy, nó rơi dao động trong khoảng đấy. Đây, con này chỉ cao tầm con này cao tầm 1 mét, không được 1m35 nhỉ. Con này chắc là gần được thôi, chứ chưa được cao tầm đấy. Nói chung là con này cũng bình thôi, gọi là dòng trâu tầm trung các bạn. Con này người ta cũng mua rồi. Con này qua đây nha. Đấy nhá, con này con số 6 nhá các bạn nhá, người ta mua rồi. Đây này. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho bạn xem một con trâu to nhất chợ phiên ngày hôm nay. Đây. Đấy, con này dài trâu các bạn. Đây, dài lắm. Quay xa cho các bạn xem này. Đấy. Cái con to như thế này. Dài trâu. Quá dài. Thuộc hệ dài trâu cổ lên này. Và nó dài quá thì dẫn đến lưng của nó hơi võng các bạn. Như này là võng hay là hay nó đứng kiểu vậy? Bởi vì là thường thường con nào mà trâu dài kiểu lưng của nó, cái chỗ ấy của nó lặng quá thì nó hơi võng xuống. Con này cao tầm gần 1m4 thôi, chưa được 1m4 các bạn. 1m37. Nói chung là con này là hiện tại bây giờ là cao nhất chợ, cũng to nhất chợ và giá cũng cao nhất chợ các bạn. Cái gì cũng nhất. Và người ta đang báo con này với giá là 67 triệu các bạn. Đấy, 67 triệu con này. Một em trâu to ở chợ. Con này thì mình có quay vào một video ngắn rồi. Nếu mà các bạn nhưng mà mình chưa úp thì các bạn chưa xem được. Có ai mua ở Bắc Giang, mình bán vài con gần bằng vậy. Cái này cậu phải vào nhóm group, hoặc là cậu lên Facebook ấy, cậu đăng lên nhóm group hoặc là một cái hội nhóm nào đó thì người ta tìm thấy dễ hơn. Còn nói chung là phải lên Facebook để vào nhóm, hội nhóm. Ví dụ châu ở Bắc Giang này, châu ở miền Bắc này, châu nói chung là ở trên Facebook nó nhiều hội nhóm lắm. Bạn cứ vào đấy cậu chụp ảnh rồi đăng lên, kiểu gì cũng có người mua, nó dễ hơn. Xin chào cả nhà nhá, chào 100 bác Bình Dương à Bình Dương. Ok, cảm ơn Quang Lê nhá, Quân Lê à. Nói chung là con này là hiện tại bây giờ là cao và to nhất chợ nhá, giá cũng cao nhất chợ nhá. Con này thì chưa có người mua. Nói chung là to quá cũng chưa có người mua. Đấy. Mình quay một tí thôi, rồi chúng ta sẽ chuyển con khác các bạn. Thì có rất là nhiều trâu để quay cho các bạn xem. Đấy, quay những con nào mà mình tìm hiểu được thông tin này, tìm hiểu được giá này, mình sẽ quay cho các bạn xem. Đấy. Ví dụ như con này một buổi lúc sáng mình cũng chứng kiến người ta mặc cả rồi. Cũng chứng kiến người ta. Xin chào Mai Lê nhé.
Nói chung là con này thì quay hết rồi nhá, ngoại hình quay cho bạn đấy, mô tả chiều cao chiều dài cho các bạn xem hết đấy. Con này rơi vào tầm 7-8 tuổi các bạn đấy, một em trâu dài nhất chợ đấy. Nói chung là cũng khá là đẹp các bạn, to. Và bây giờ thì mình muốn giới thiệu cho bạn một con trâu cái, một con trâu mẹ và được giá nhất chợ các bạn. Chưa cậu ơi, vẫn chưa đi được nhá. Đường chính ngạch thì vẫn chưa đi được, còn đường tiểu ngạch thì không biết là có một số bác nào đi được chưa. Đợt trước thì đi được nhưng mà bị lộ thông, bị cái thông tin bị đi Trung Quốc bị phát hiện nên người ta lại rào hàng rào vào rồi. Còn bây giờ thì hiện tại thì mình chưa nghe thấy thông tin gì. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem một con trâu cái bán được cái giá là 37 triệu và trâu cái khá là đẹp các bạn. Nó đứng ở khu bên này này, không biết là nó đâu. Đây này các bạn này, con trâu cái này. Con này người ta bán này nhá, 37 triệu mình muốn chia sẻ lại cho các bạn. Bởi vì nó được giá các bạn. Và con mẹ này khá là đẹp. Đây này. Con này các bạn, con này người ta xịt sơn này, người ta đã mua rồi. Người ta mua với giá là 37 triệu các bạn. Mình chứng kiến và có video làm bằng chứng đàng hoàng. Các bạn cứ đăng ký kênh theo dõi rồi sẽ có con này ở trên kênh các bạn. Mình quay một video ở trên kênh rồi. Nhưng mà bây giờ like thì mình muốn quay lại chia sẻ cho mọi người thôi. Đấy. Tại sao con này lại được với giá này như thế? Đây mình quay đằng sau cho bạn xem để chứng minh cho các bạn xem. Đây này, các bạn nhìn cái vai của nó và cái phản lưng của nó. Nó rất là to. Vai to. Và thịt, về độ thương phẩm của nó thì chắc thịt các bạn. Và con này nó còn non. Con này chắc là không biết là đẻ được mấy. Xem nào. Con này chắc là chỉ được lứa thôi. Được lứa hoặc là hai lứa thôi. Đấy, trông gọi là trâu non các bạn. Trâu cái, trâu mẹ đẻ được một hoặc là hai lứa thôi. Bây giờ thì nó không. Nói chung là nó cũng chắc trâu các bạn. Thịt nó nhiều. Con này to các bạn, con trâu cái to. Ở miền Bắc mà có được con như thế này là to rồi. Nói chung là con này người ta mua rồi. Đánh dấu rồi. 37 triệu nha các bạn nhé. Xin chào Hờ Mông Săn Bắn nha. Xin chào bác nha. Chào cả nhà nha. Chúc cả nhà xem live vui vẻ nha. Rồi chúng ta sẽ rời con đấy nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ rời con đấy. Nói chung là trâu ở trên chợ thì hiện tại bây giờ thì còn khá là nhiều. Cái số lượng mua thì ít. Nói chung là mua bán thì gọi là cứ bình bình thôi các bạn. Nó không chạy ồ ạt. Có thương lái đi mua nhưng mà người ta cũng xem kỹ, hợp giá người ta mới mua. Còn không như kiểu cái thời kỳ mà qua Tết một tí thì cứ sảnh ra con nào là người ta bắt con đấy. Đấy. Người ta chỉ bớt một ít thôi, thế là người ta cũng bắt hết. Còn bây giờ thì trâu nó nhiều này. Người ta có thời gian người ta mặc cả trả giá. Bởi vì bây giờ là không có trâu nó bán chậm ấy. Điện Biên chưa có thợ mua à? Nói chung là mình thì mình đi, bây giờ thì mình đi thường thường là đi đi ba chợ, chợ Công Ly là một này, chợ Bắc Hà là hai này, chợ Xín Chén là ba này. Đấy, bây giờ là mình đi quay ba chợ đấy. Sau này thì chắc chắn là mình sẽ xuống Hà Giang nữa và lên cả Lai Châu nữa. Nhưng đợi một thời gian nữa mình sẽ lên hai chợ đấy để mở rộng, để xem tình hình ở trên đông, các tỉnh Đông Bắc này như thế nào. Mình hiện tại đây bây giờ là đang ở Tây Bắc thôi, còn chưa sang tỉnh Đông Bắc. Sẽ có dịp mình sang Đông Bắc mình quay cho bạn xem.
gọi là vừa lên đấy chơi tham khảo ngắm cảnh ở Đông Bắc và tiện thể thì ghé qua chợ và quay luôn. Thôi chúng ta sẽ di chuyển ra khu vực nào người ta giao dịch, mình quay cho bạn xem. Đây khu vực này đông nữa các bạn này. Nam mua được gì Nam? Kia là trâu cặp à? Hay là trâu? Từ từ nhá, để mình vào đây xem. Bốn tám. Hai con các bạn, đây có hai con trâu. Người ta đang mua cả cặp. À, từ từ để xem cặp này người ta đang giao dịch với giá là khoảng tầm 47-48 triệu này, hai con này. Người ta đang mua cả hai con luôn. Đợi tí các bạn nhé. Bán rồi. Đấy, hai con trâu gì? 47 hay 48? Chốt chưa? Thế bắt tay ở đây. Đây, ông tuyên truyền chuẩn rồi nhá. Ờ, à, ok. Ông đấy, trâu đuôi to này có vốn mấy triệu, ông đừng có tuyên truyền vớ vẩn. Đấy, ông cứ bảo là tao ăn. Cứ bảo sống 10 nhá. Ông làm chích người đấy. 3 năm thôi. Ông đúng rồi, ông nói 3 năm là chuẩn đấy. Đúng rồi. Giảm xuống 5 giá thôi. Là 35. Đâu trêu với ông thì trêu. Ờ đây, trâu này ông chỉ bảo là 25 thôi nhá. Ông nhớ đây. Nhớ đi. 70 thì học rồi. Ờ, chỗ này đông quá. À, ok các bạn nhé, người ta vừa đấy mua hai con trâu di, con kia kìa và con này đấy, với giá là 47-48 triệu trong vòng hai số đấy. Mình chưa nghe rõ là người ta chốt đơn bao nhiêu, chắc là 47 triệu các bạn. Đây hai con trâu này 47 triệu mà chia ra. Đây đây con này các bạn. Đây. Đây con này và con kia. Không đi quay đi còn đứng đây. Lịch sờ lịch. Không đi quay đi còn đứng đây. Quay xong rồi, xong mình chơi nhau. À. Dành đi. Quay hai tập rồi quay gì nào. Em các bác thì kênh to này. Đấy, con này này. Hai con trâu gì nhỉ các bạn nhỉ? Đây. 나 챘디 예. 하. Rồi ok các bạn nhé, người ta vừa mua hai con này và con này với giá là 47 triệu. Đấy, chúng ta chia ra là bình quân là mỗi con là 47 à. 7 chia đôi ra các bạn. Là 35 235 à. 23.500.000. Nói chung là hai con trâu di, con này đấy các bạn nhìn cho rõ nhá. Đấy mình đứng gần một tí cho các bạn xem. Hai con này nó cũng tương đương nhau các bạn. Đấy, con này chắc là chỉ cao 1m25 này các bạn. Dòng trâu di. Đấy, chị kia kìa, chị kia chắc là cao tầm 1m4 mấy thôi. Thôi chúng ta sẽ chuyển sang con khác các bạn. Nói chung là chợ buôn bán thì vẫn buôn bán thôi, nhưng mà nó kiểu nó chậm ấy. Nó không nhộn nhịp. Mình cứ rình rình chỗ nào người ta súng đông vào mình quay cho bạn xem.
À, đi tìm Châu Nghé cho một bạn gì vừa hỏi Châu Nghé nhé. Châu Nghé. Nghé hình như trên này có mấy con nghé đẹp này các bạn. Ở trên này có mấy con nghé đẹp. Nghé cặp ấy. Đâu nhỉ, nghe cặp đâu hết rồi nhỉ. Có nhiều lắm nhưng mà chưa biết chủ là ai các bạn. À đây có cặp này. Ờ, điện thoại này báo hết pin này cơ. Nói nhỏ thế còn gì nữa. Ờ, không biết là cặp này của ai các bạn. Nói chung là hỏi giá bây giờ nó cũng khó các bạn. Bởi vì là người ta cũng không nói ấy. Người ta giấu giá, người ta không nói ấy. Nên hỏi rất là khó khăn. Nói chung là mọi người cứ thử đi quay thì mọi người biết. Đấy, không phải lúc nào là cứ vác máy quay đi là người ta ghét ngay. Không người ta không trả lời thật đâu. Ví dụ báo là người ta báo. Ví dụ người ta báo là cho tàn giá sai thôi. Đấy. Chứ không phải là quay là đơn giản đâu các bạn. Ôi, đây con nghé đẹp nhá. Đây con nghé này đẹp này các bạn ơi. Đấy, con nghé này, con này sẽ được mấy tháng rồi. Con này chắc là 6 tháng rồi nhỉ, 6-7 tháng rồi. Một nghé đẹp hết đấy. Con này người ta bán giá giống rồi các bạn. Đây là con mẹ của nó này, con mẹ cũng to. Mình nhớ lúc sáng là con này, cả cặp này người ta báo cao phết đấy. Đây này, con nghé này các bạn ạ. Con này làm nghe giống được. Không đi được Trung Quốc thì giá chỉ có giá thất xuống à. À, bây giờ thì giá nó ổn định rồi. Nó cũng không lên và cũng không xuống mấy. Nó rơi tầm từ 65 đến khoảng 80 thôi. Có một số con đẹp thì lên 85. Nói chung là cặp này không biết là chủ đâu các bạn. Mình thấy con nghé đẹp. Đây, con nghé giống các bạn. Cái này mua làm giống được rồi. Đông nhỉ, chợ thấy đông người phết đấy. Để đứng đây là chợ thấy đông người lắm các bạn. Châu thì ít nhưng mà người thì cũng đông. Mình thấy là châu ít nhưng mà người đông lắm. Người này là người đông hơn cả châu ấy nhá. Xin số chủ cho cặp á. Xin số đây châu này á. Cậu muốn xin số cặp châu này hay là cặp nào? Comment luôn nhé để chưa cặp được của bác đi. À,
Bạn muốn xin số chủ cặp trâu này hay là trâu cặp nào? Đúng rồi đấy á. À, cặp này bác báo bao nhiêu? 50 triệu. À, cặp nhưng mà cặp này bác báo 50 triệu cơ mà. Con nghe đẹp mà, nghe giống mà, bác ấy bán nghe giống. Còn con mẹ thì nó cũng kiểu nó mới đấy. Được mấy nứa bác? Tầm mấy nứa rồi? Ô trên kia sao đánh nhau nhỉ? Ôi, ai can đi? Tranh nhau à? Tranh nhau trâu à? Trên kia đánh nhau các bạn. Ở trên kia người ta lại đang xảy ra chuyện các bạn. Chợ trâu là chuyện bình thường mà. Không không, đang hóng hớt chuyện kia, mình không dám quay. À, các bạn để ý góc màn hình ở bên tay phải bên trên cùng ấy. Đấy, đang xảy ra xô xát rồi đấy. Có nghĩa là hai người xem một con trâu vậy bác? Chắc vậy. Kiểu chắc là đang có sự cố gì về kiểu mua bán một con trâu mà người này không để ý người kia đang xem rồi ấy. Thôi, chúng ta không nên lấy quay các bạn, quay sợ vi phạm bản ảnh hưởng đến cộng đồng YouTube nên là mình không dám quay. Mình chỉ quay hình nhỏ cho các bạn xem thôi. Đây, đồng chí nhỏ nhỏ thấp thấp kìa. Lâu lâu các bác tập thể dục tí cho nó khỏe gân chân tay. Thi thoảng vẫn dính. Ôi xoay tam tinh là như thế nào? Xoáy tam tinh á, tam tinh là nó nằm ở đỉnh đầu, đỉnh trán các bạn. Đây này, ví dụ như con. Đây này, ví dụ như con trâu cá, con này nó không đứng yên nhỉ. Đây là một con trâu nhá. Cái khoáy nó nằm ở trên mắt một tí các bạn, nhưng mà ở điểm giữa thì người ta gọi là tam tinh, mà trâu tam tinh thì nó bướng. Rất là, nói chung là nó nghịch ấy, như kiểu đứa trẻ con ấy. Nó rất là không nghe lời. Nó khó nuôi. Ở trên kia đông quá các bạn ơi. Thấy bác báo cặp này 50 củ cơ. Đấy là báo vậy thôi. Để tí mình hỏi kỹ lại. Bây giờ là mọi người đổ xô lên trên kia hết rồi. Lên không có. Đây này, mọi người bắt đầu lên trên đấy hết rồi. biến cố ở chợ trâu các bạn, biến cố nhưng mà mình không dám quay. Hay mình nên hóng hớt tí nhá. Thôi, chuyện cá nhân của người ta mình không nên quay các bạn. Đưa lên mạng xã hội nó phức tạp lắm. Hôm nay công an lại vào cuộc. Đấm vô. Em chỉ quay túy quyền thôi. Đánh nhau thì đi quay chỗ đấy.
Đấy. Cặp này 38 hợp lý à? À. Đầu ba cái đầu nhỉ? Thôi để tí mình để qua cái vụ biến cố này xong là mình hỏi lại cho bác nhé. Nói chung là con nghé thì đẹp rồi, con trâu thì nó đẻ nứa đầu các bạn. Đấy, nên cái giá nó đắt là thứ nhất là trâu cái nó còn trâu mẹ ấy, nó còn non. Có nghĩa là nó đẻ cái nứa đầu thôi. Và con thì nó cũng đẹp. Đấy, nó đắt ở cái điểm đấy. Và trâu chăn thả trên vùng cao nữa. Đấy. À, bây giờ mình thử mình hỏi nhá. Đợi tí để qua cái biến cố này một tí các bạn. À, cái vụ này mình chưa biết nguyên nhân như nào cơ. Chắc là có hai người mua cùng một lúc ấy, kiểu vậy, xong người kia trả giá nó lệch nhau hoặc là như thế nào đó. Đâu, các bạn thử comment lại các bạn trả cặp này được bao nhiêu là mình hỏi chú ấy xem chú có bán không nào. Mọi người để mình. Đây con nghé kìa. Nói chung là con nghé đẹp nhé các bạn nhé. Con mẹ thì chắc là nứa đầu. Con này chắc là nứa đầu đấy nha bác nhỉ. À, xem có người có comment bình luận họ trả với bao nhiêu nào. Xem nào. 38 triệu. Chắc là chú ấy không bán rồi. Chú báo đầu năm mà. Bốn mươi củ chắc không bán đâu nhỉ? Nó giảm mức tăng thì bảo cũng bảo thương thì bán. 48 này chú chưa bán á? Ồ thế thì chú bảo 48 này chú chưa bán thì các bạn mua làm sao được? Nói chung là con mẹ này là nứa đầu, gọi là người ta gọi là nứa đầu gọi là gì nhỉ? Mình cũng không để ý lắm. Đấy con thì đẹp. Con bảo có người trả 48 rồi chú chưa bán, chú bảo vậy. Trêu nhau đâu mà, nói chuyện trêu nhau mà như trò trêu ấy. Cặp này chắc phải 45. Nhưng mà chú bảo 48 thì chú chưa bán thì mình chịu. Đây con này. Con này con được cái con cái nhỉ? Con cái mà nhỉ? Yeah. Cái con này con. Con đấy con cái các bạn. Con này con nghe cái. Mình tưởng nghe được cơ. Nghe cái thì con này được cái dài trâu các bạn. Nếu mà con nghe cái thì cổ như này là to to rồi. Anh trả ông 40 ông bán ngay à. Nhưng mà mình không có tiền mua. Mình có tiền mua thì mình đi buôn trâu thì mình trả ngay, nhưng mà mình con mẹ hai con 19 à. Ôi con ở trên này, ví dụ như mà con nghé đẹp con này người ta phải báo trên đầu hai. Người ta bán với nghé giống chứ không phải là bán trâu thương phẩm. Nếu mà trâu thương phẩm thì con nghé này nó cũng phải rơi vào tầm, nó cũng phải rơi vào 15, 16 rồi, 17 rồi. Còn trâu giống kia này kiểu gì nếu mà muốn bán lẻ là cũng phải trên đầu 2 các bạn. Chắc là chú phải báo 25 mất đấy nhỉ. Nếu mà tính vậy thì 25 mất. Nói chung là con nghe cái đẹp, ngoại hình đẹp các bạn. Còn giá cả thì chúng ta không bàn đến nữa, bởi vì mình cũng không có tiền mua và chú cũng báo tầm đấy rồi. Thank you.
Ở đây có một bò lai này các bạn này, bò lai. Bò lai lúc mình quay cho bạn xem này. Đấy, một con bò lai các bạn. Một con bò lai có người. Có người trả 12 năm rồi anh ấy chưa bán. Anh đang mong muốn với giá chốt là 14. Đây, chúng ta sẽ quan sát con này tí các bạn. Nói chung là con này đẹp. Màu thâm thâm này mình thích này các bạn này. Chứ màu vàng kia là mình lại không thích lắm. Nhưng mà bò ta bao giờ nó ngon hơn bò lai. Tóm lại là người ta trả với giá là 12 triệu 500 anh ấy chưa bán nhá. Giá mong muốn chốt của anh ấy là tầm 14 triệu. Đấy là diễn biến ở chợ phiên, mình miêu tả lại cho các bạn như vậy. Còn mình thì không có tiền mua. Nói thẳng luôn là mình không phải là người buôn bán trâu. Mình gọi là chia sẻ lại những cái hình ảnh ở trên chợ phiên thế thôi. Ôi đây con trâu mẹ to mà đẻ con còi thế nhỉ. Đây con rất là còi. Mà con mẹ thì rất là to. Nhờ anh tìm con trâu 35 triệu à? 35 triệu có đầy. Úi trâu 35 thì có mà đầy. Trâu 35 à? Tầm 35 triệu. Rồi ok, để mình đi tìm cho các bạn con trâu 35 triệu. À, từ từ. Con này thì đen, da đen chắc trâu, nhưng mà không biết là bao nhiêu tiền. Chân gọn. À, biết rồi, xem đối chiếu thôi, biết rồi. Còn là mình có mua bán online đâu mà. Hiểu ý. Cậu nói thế là mình hiểu ý cậu ngay, để mình tìm. Không biết là con này của ông hay là của ai. Để mình hỏi dò xem con này bao nhiêu. Con này là dòng trâu bình thôi, không phải trâu di mà cũng không phải trâu to các bạn. Nói chung là nó cũng thuộc dòng trâu di rồi. Hôm nay không có dòng trâu chơi cậu ơi. Con này của bà. Đầu mấy? Đầu 3. Có người đang bảo tìm hộ con trâu 35 triệu này. À, con này đang đòi 35 đấy. Đang giả 33 này. À. Đang giả 23 chủ 33. Đấy, cậu thử so sánh con trâu nhà cậu to bằng con này không? Mình quay xa cho bạn xem nhá. Con này. Ôi giời, bạn kia chạy xa đấy. con này hiện tại bây giờ nó cao khoảng 1m32-33 đấy. Cổ nó trơn lên. Nói chung là con này được cái đặc điểm, con ưu điểm của con này được cái là chắc thịt. Xem vanh nó khoảng bao nhiêu nhé. 2 2 4 6 8. Vành con vành khoảng bao nhiêu anh? Mét mấy? Con này vành chắc là mét, mình vừa đo được. Xem là đo lại các bạn. Dạo này mình hơi ngao ngáo. 1 2 3 4. 4 hay 8 này. 9. Con này mét 8 à? Bây giờ lại xảy ra biến cố rồi các bạn ơi. Một con trâu nào đó vừa đấy húc người, không biết là ngã hay không. Mọi người lại súng đông vào này. Sao hôm nay đi chợ trâu nhiều biến cố đến thế nhỉ?
Hôm nay rất là nhiều biến cố ở trên chợ phiên các bạn. Tàn trâu húc người. người húc người thôi. Không biết là có chuyện gì không? Chắc là con trâu vượn. Kiểu nó tuột dây các bạn, nó trên nó phi lồng ấy. Cần con trâu đấy sao ấy, dễ chăng nhiều thôi. Thôi ông cầm con trâu nhưng mà con cầm dài quá. Nó hút con kia nhưng mà hút phải ấy. May ấy mà không đòi chuột ấy. Nó hút chuột vào. Có sao không, người có sao? Người chắc cũng đau đấy. Phải, bác ấy ấy, đây à? Có thấy đâu. Kiểu cầm dây dài quá xong nó húc đột ngột là tuột tay. Xong trâu nó lao vào. Hôm nay cho trâu rất là nhiều biến cố các bạn. Chắc là người không sao. Thế là... Đấy, chợ trâu rất là nguy hiểm các bạn. Đấy là còn ít trâu, nhiều khi nó còn dẫm vào chân các bạn. Đi mình đi quay cũng rất là sợ, nhiều khi là phải lé nó ra, không nó dẫm vào chân là nó giờ 7-8 tạ nó dẫm vào chân thì thôi rồi. À, một thanh niên trẻ không sao. Mình cứ tưởng là người già cơ. Thanh niên này vẫn trẻ lắm nên là sức khỏe đề kháng cao. Không sao các bạn. Tóm lại là không sao, không mình không quay nhiều vấn đề đấy nhưng mà mình thấy là không sao rồi. Tốt rồi. Trời ơi, hôm nay toàn biến cố gì không đâu ấy. Biết à? Chắc là chỉ đau phần mềm bên ngoài, đau cơ thôi chứ không sao. Không chơi con đấy. Chắc con kia nó húc vào các bạn. Con trâu kia. Thôi tránh xa những con đấy là nguy hiểm lắm các bạn. Mà không bàn luận đến vấn đề đấy, mệt lắm. Đấy, chuyện cá nhân các bạn. Chưa bán. Họ bảo mang về đây cho nó xem. Thôi chúng ta sẽ di chuyển sang khu vực khác các bạn. Đấy, khu vực đấy là hơi buồn. Làm biến cố quá. Tính của mình là không thích quay những chuyện riêng tư của người khác. Mùa là 28.500.000. Châu Di. Con này con châu Di các bạn. Đấy. Đấy. Con này người ta đang đưa ra vé là 28.500.000. 285 các bạn. Con này cao nhỉ. Con này cao chắc tầm 1m2 rồi. 1m21 hay 2 rồi. Châu đực, dòng Di, gọi là châu Di các bạn. Sừng nó như kia rồi mà nó to như này thôi gọi là châu Di rồi. Đấy, cái con đối diện màn hình của chúng ta, con này này các bạn này, đấy. Con này cổ nó lên rồi nhưng mà nó ít các bạn. Nó không lên mấy, chắc là không cho nó kéo gỗ hoặc là cho nó cày bừa nhiều. Nó không lên được. Trâu mà muốn lên cổ nhanh ấy thì là các bạn phải cho, một là nó cày bừa nhiều, hai là phải cho trọi nhiều, ba là kéo gỗ nhiều thì cổ nó mới lên. Còn để bình thường nó cũng lên chậm lắm. Còn như nói chung là cứ phải tác động vào cái gì vào vai của nó cơ để cho nó sưng lên thì nó mới nhanh lên. Ô, mọi người đâu hết rồi nhỉ? Lại có biến cố ở chợ rồi các bạn.
Đây đây. À, xin chào vùng cao vượt khó nhá. Chào cả nhà nhá. À, thời tiết hôm nay thì mát nhưng mà xem có rõ không? Cứ thường thường hôm nào mà thời tiết mát thì hôm đấy xem rất là mờ. Trâu hôm nay thì số lượng người hơn, đông hơn số lượng trâu. Mọi hôm thì trâu nhiều hơn người nhưng mà hôm nay thì số lượng người nhiều hơn trâu. À, khu vực đằng kia đông lắm, mọi người cũng đang ở trên tà ni kìa. Còn là giá cả thì nó vẫn thế thôi các bạn. Mình nghĩ là nó nhích lên một tí tí thôi, không đáng kể. Nó vẫn rơi vào tầm từ 65 đến khoảng 80 hoặc là trên 80 một tí. Chứ chưa lên được 90. Còn dòng trâu mà chuyên trọi, dòng trâu đẹp, trâu trọi thì người ta lại nó lại có giá hơn. Dòng trâu trọi mình nghĩ là nó rơi phải vào giá khoảng 100. Nhưng mà trâu trọi nó vô giá các bạn. Tùy vào người mua nữa cơ. Người ta thích hay không cơ. Lúc đấy là nó lại vô giá. Nhưng mà hôm nọ mình thấy một số con trâu trọi người ta cũng thích thích rồi. Thì nó rơi vào tầm giá khoảng hơi là khoảng 100 cơ. Đấy, mình đang tính đổ đồng như vậy. Còn tùy thuộc vào người bán và người mua. Và trâu, nói chung là trâu trọi nó không có dám, nó không được xếp vào hàng hàng để lập giá. Nên nó không cố định các bạn. Còn dòng trâu thịt thì nó cố định hơn. À, ở đây thì anh kia đang xem hai con trâu đấy. Bà con nay bán được nhiều không anh à? À, hôm nay cũng bán được nhưng mà chậm lắm. Nói chung là vẫn như tuần trước thôi. Cũng có người mua nhưng mà số lượng nó chậm. Giá cả thì nó vẫn bình ổn như vậy thôi. Nó không có gì, không có gì đột biến cả. Có cái đột biến hôm nay là xảy ra biến cố thôi. Còn về giá trâu thì nó không, nó vẫn thế thôi. À, đằng kia một con ở cái cột kìa và con này, này. Đấy, người ta đang trả với giá là 75 triệu. Là tính ra là khoảng 36. Con này các bạn. Con này và con này người ta đang trả là 76 triệu. Người ta đang bán cả hai con các bạn. Nó nhỏ thôi. Người ta vẫn đang đưa giá các bạn. Ý của chủ thì muốn chốt hai con này thì 79 triệu. Còn người mua đang trả với giá là 76 triệu hai con to này. Hai con trâu tầm trung các bạn. Nhưng mà vẫn chưa đưa ra được cái giá cuối cùng. Đợi tí các bạn.
Hai tiếng được bán cho người ta thôi. Một tí em đéo lấy được. Chết ba phút em đéo mua đâu, nó thật. Chốt rồi. 13 con rồi, đây có con thứ 14 rồi. Thế anh mua được một xe đấy. Cởi hết đi, không lấy đâu. Ôi, mang đi, đóng xe vững bố mẹ đi. Làm cái gì đó. Mình còn nuôi đâu, đường nào cũng bán. Cuối cùng thì cặp này đã bán rồi nhưng mà mình không biết tiếng Mông các bạn. Người ta nói tiếng Mông nhưng mà mình không biết. Nhưng mà nó nằm trong khoảng chắc 7-6 trở lên. Con này to hơn, con kia nhỏ hơn các bạn. Để tí mình hỏi lại xem chính xác là cặp này người ta bán bao nhiêu, tí mình hỏi anh kia. Còn hỏi chủ là chủ không nói đâu, người ta giấu giá để cho đỡ tiết lộ. Đây con này to hơn này. Ba, bốn, bảy. Bên kia là 33. Con này 4 mấy, 45. Chắc nó rơi vào tầm 7 77 triệu. Cái đấy là người ta nói thiêng Mông, mình không hiểu quá. Nên nhưng mà cái giá cuối cùng lúc người ta mặc cả chưa được là nó rơi vào 76 là người ta không bán rồi. Mình nghĩ là nó lên một tí nữa thôi. Đấy. Nhưng mà không biết chính xác bao nhiêu. Bởi vì là các bác ấy nói thầm nên là mình cũng không nghe rõ. Nên là mình đành chịu. Sao chưa nắng mà đã sủi bọt hết lên rồi. Con kia thế kìa. Bán từ trên cao đỉnh thế. Đấy, cái con đang đối diện này, người ta đang bán là 28 năm. Đây, châu Di. Con này mình quay rồi nhưng mà con này vừa chưa chốt đơn được. Con này lúc vừa quay rồi. Chủ đang ngồi tít trên kia để giao dịch. Đang bàn luận. Chắc là vẫn không bán được các bạn. Người ta trả 27 thôi. Đấy. Giá thì mong muốn là 28, 28 năm. Mà người mua chỉ trả 27 thôi. Hai bên vẫn chưa thỏa thuận được. Vẫn đang mặc cả các bạn, hai bên vẫn đang mặc cả. Hoặc
Thôi, nói chung là giá cả nó chỉ có thế thôi các bạn. Đấy, nó cũng không có gì đột biến, không có gì tăng cả. Nên là mình cũng gọi là đi quay cho mọi người xem diễn biến ở chợ phiên như thế nào thôi. Xem người ta bán chậm hay là bán bình bình, hay là trâu bán đắt, hay là trâu người ta mua nhiều. Nhưng mà hôm nay mình thấy là chợ thì cũng khá là nhiều trâu, chợ cũng đi như thế này là nhiều trâu rồi. Nhưng mà về cái tốc độ buôn bán thì nó cũng chậm thôi. Đấy, không có, nói chung là không có gì đột biến cả. Giá cả thì nó chỉ rơi vào tầm 65 đến khoảng kịch thủ nhất thì mình nghĩ là chỉ rơi vào 85, đấy là kịch thủ nhất. Còn nào giá đẹp cao nhất, ngon nhất thì cũng chỉ 85 thôi, chứ không lên đến 90 được. Ở bên ở dưới kia hình như là có cả chợ trâu kìa. Kìa kìa, người ta đang đứng dưới kia rất là đông. Kìa kìa, ở dưới kia các bạn ơi. Đấy, dưới kia. Thôi, nói chung là video thì cũng không có gì nổi trội và đặc biệt các bạn. Bởi vì là chưa có gì đột biến cả nên là mình cũng chưa biết nói gì. Đấy, giá cả thì nó chỉ thế thôi, chợ trâu thì nó diễn ra thế thôi. Và hẹn mọi người vào video sau nhé. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở chợ Xín Chén thứ tư các bạn. Thứ tư mình sẽ lên Xín Chén quay cho tất cả các bạn xem. Ở trên đấy thì theo như cảm nhận của mình thì ở chợ Xín Chén thì người ta báo giá trâu nó còn cao hơn nữa cơ. Thậm chí là nhân với giá 90 cơ. Ô, chạy rồi, chạy rồi. Ở kia con trâu chạy. Đấy, chợ Xín Chén bán chậm các bạn. Bởi vì là báo người ta báo giá cao quá nên người ta cũng không mua được. Nói chung là chợ Xín Chén bán cũng rất là chậm. Chỉ có chợ Bắc Hà này là đông thôi, là bán chạy. Còn chợ Cung Ni thì người ta báo cũng giá còn dưới Xín Chén một tí. Còn so với Bắc Hà thì lại cao hơn Bắc Hà. Đấy, nó cũng kiểu kiểu vậy. Thôi, người ta về rồi. Được, cái trời hôm nay là mát các bạn. Ai mua trâu mới... Đây nó còn có cả gió này. Chắc là người ta chọn xong rồi người ta về đây. Không biết là... lại có vụ. Những con trâu kia là không phải trâu trọi đấy nhé các bạn nhé. Gọi là những con trâu mà người ta thấy nó kiểu ngang cơ nhau ấy thì là người ta mang đi trọi. Còn chứ không phải là cái dòng chuyên trọi. Đấy, con kia thì tầm trung đấy các bạn. Con đấy bé. Gọi là con đấy chắc là trên đầu ba thôi. Đấy, những con trâu trên đầu ba thôi chứ không phải con trâu mà 7-8 tạ hoặc là 5-60 triệu. Ôi, con trâu to nhất chợ chưa bán được này, vẫn nằm đây các bạn. Đây này, con này to nhất chợ vẫn chưa bán được. Con này người ta báo 67 triệu. Không biết là người ta trả bao nhiêu. Vẫn nói chung là vẫn chưa bán được.
Thôi có lẽ là mình lên đây mình quay toàn cảnh cho mọi người xem, sau đó là mình sẽ up video thôi. Đấy. Toàn bộ chợ này các bạn ơi. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhé. Hẹn mọi người vào thứ tư các bạn. Sáng thứ tư mình sẽ lên xin chén. Và mình sẽ quay phát trực tiếp cho mọi người xem ở trên đấy có nhiều trâu to, trâu đẹp, trâu cặp nào không. Còn chợ hôm nay thì cũng rất là nhiều trâu cặp, nhưng mà về số lượng mà để trâu giống đẹp ấy thì nó cũng chỉ có 1-2 cặp thôi. Còn những dòng trâu bình bình, trâu thương phẩm ấy thì rất là nhiều. Còn con to nhất hôm nay là người ta chỉ báo đến tầm 67 triệu. Còn đâu là toàn bình bình trên đầu 3 mới gọi là chạm đầu 4 thôi. Còn những con mà trên đầu 4 một tí thì cũng ít lắm các bạn, nó chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Rồi ok, cảm ơn mọi người nhá. Hẹn mọi người vào sáng thứ tư ở chợ Xin Chén nhá.